Em xin chào các bác ạ. Hôm nay bên em có đơn hàng gửi cho bác khách ở Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An. Anh Nguyễn Huệ thì anh có lấy bên em đó là một cái đầu liền màn SmartCar ổ cứng 4T. Đây là cái đầu liền màn có kích thước màn hình cảm ứng là 18.5 inch, và cái đầu liền màn này thì nó cực kỳ là tiện lợi cho anh em đi làm sự kiện, làm phòng hát, hoặc là chúng ta là dùng gia đình với không gian diện tích nhỏ hẹp thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì rất là tuyệt vời, bởi vì là nó sẽ gói gọn tất cả ba trong một, là ổ cứng rồi màn hình rồi dữ liệu, nó sẽ làm hết ở trong một cái cục như thế này. Và cái cục này chúng ta có thể để bàn, để ở kệ, hoặc là chúng ta có để ở bất kỳ đâu, bởi vì cái kích thước của nó rất là nhỏ gọn. Và cái đầu liền màn SmartCar, đầu karaoke SmartCar là một trong những cái đầu dòng đầu hiện đại nhất thị trường ở Việt Nam trong năm 2023 này. Và các bác có thể thấy đây là cái vỏ ngoài của cái đầu liền màn 18.5 All-in-One. Và ở ngoài thì nó sẽ in cho chúng ta một số những cái tính năng đặc biệt của cái dòng đầu này. Thứ nhất là nó có thể đọc được định dạng 3D này, nó có thể đọc được định dạng 4K Ultra HD, và nó có thể là sử dụng nhiều các tính năng ứng dụng, vì nó chạy hệ điều hành Android là một hệ điều hành mở, chúng ta có thể là cái bất kể một ứng dụng gì lên trên chiếc đầu SmartCar này, sử dụng như là một chiếc máy tính bảng, như là một chiếc điện thoại di động. Và cái dòng đầu liền màn SmartCar này thì nó sẽ có hai loại các bạn nhé, một là cái loại để bàn như thế này, hai là loại có chân. Nó sẽ có chân và nó có màn, ví dụ như như thế này, ví dụ như này các bạn nhé, và nó cũng là cái đầu liền màn luôn, và bên trong cái màn này nó sẽ tích hợp luôn cả ổ cứng. Thì tùy theo nhu cầu và tùy theo sở thích thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái dòng màn cảm ứng liền màn, cái đầu liền màn phù hợp. Và cái loại có chân thì nó màn hình nó sẽ kích thước sẽ rộng hơn là 21.5 inch, còn cái loại để bàn nó sẽ nhỏ gọn hơn và kích thước màn hình là 18.5 inch. Ở đây thì là cái sản phẩm chính các bác nhé, và em đang kết nối nó lên trên tivi này rồi. Và ở đây các bác có thể thấy là cái đầu liền màn chọn bài karaoke, nhưng mà cái tính năng của nó thì không dừng lại ở việc là hát karaoke, mà nó còn có phục vụ cho chúng ta rất là nhiều các mục đích khác nhau, rất là nhiều những cái chương trình ứng dụng giải trí khác nhau. Ở đây thì em đang sử dụng cái ứng dụng là FPT Play các bác nhé, ứng dụng FPT Play, và các bác có thể thấy là em đang xem truyền hình trực tiếp. Bây giờ là 8:48 này, hôm nay ngày 7/12/2023, truyền hình trực tiếp ở trên kênh truyền hình mặt đất luôn các bác nhé, ứng dụng FPT Play. Và ngoài ra thì trong cái ứng dụng này các bác có thể là xem thể thao, xem Champion League này, rồi giải bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, boxing, hoặc là những cái bộ phim, những cái kênh phim chuyên biệt. Và ở đây chúng ta có thể xem được cả phim bộ nữa này. Rất là thể là nhiều các thể loại phim để các bác lựa chọn, rồi xem thể thao riêng, rồi những cái kênh dành cho thiếu nhi riêng. Đấy, trang chủ là tổng hợp những cái tin tức nổi bật để cho chúng ta có thể lựa chọn. Đấy, rất là đa năng đúng không ạ? Đây chỉ là một trong số rất nhiều các ứng dụng của cái đầu SmartCar thôi. Ngoài ra đây em cài sẵn cả cái ứng dụng K cộng nữa này, và các bác có thể là tải thêm các ứng dụng khác nhau ở trong cái phần mềm đó là cửa hàng APK Pure, đó là cái cửa hàng ứng dụng APK. Các bác thích ứng dụng gì thì các bác có thể là lên cái thanh tìm kiếm này và các bác gõ cái ứng dụng đó và các bác tải về. Ví dụ ở đây các bác nhé, em gõ chữ VTV Go là cái ứng dụng chuyên dùng để xem VTV đấy, thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều các ứng dụng và các bác có thể tải một trong số nhiều ứng dụng đó về. Ví dụ ở đây em tải VTV Go đây nha, các bác cứ thấy ứng dụng nào đánh giá nhiều sao nhất thì các bác tải về. Đấy, khi mà chúng ta nhấn tải về thì nó sẽ tự động nó tải xuống các bác nhé, nó sẽ tự động nó tải xuống này. Đấy, 3% này nó sẽ tự động nó tải xuống, và sau khi nó tải xuống là nó sẽ tự động nó hiện lên cái bảng thông báo là có muốn cài đặt phần mềm không, thì chúng ta chỉ cần nhấn vào cài đặt và nó sẽ tự động hết, tất cả đều là tự động các bác nhé, rất là đơn giản. Và không chỉ là ứng dụng xem phim đâu, mà các bác có thể là tải Facebook rồi Zalo, rất là nhiều các ứng dụng khác nhau. Và cái chức năng chính của cái đầu SmartCar này đó chính là cái phần karaoke ứng dụng SmartCar. Các bác có thể thấy đây là cái màn hình hiển thị chính của cái ứng dụng SmartCar. Ở đây thì chúng ta có thể là hát những cái dữ liệu có sẵn trong ổ cứng là trong cái mục karaoke ở đây. Các bác có thể là hát online YouTube khi mà chúng ta chuyển sang mục YouTube. Và cái mục YouTube này là kho nhạc của toàn thế giới, kho video toàn thế giới. Thế nên là gần như bất kể một video nào, bất kể một video của nước nào, cứ trên YouTube có thì ở trong này các bác cũng có thể tìm thấy các bác nhé. Và đặc biệt là nó sẽ có cái nút bật karaoke đây này. Khi mà các bác bật cái nút tích xanh karaoke này lên ý, thì nó sẽ tự động là nó lọc ra những cái bài karaoke đã lọc sẵn lời ca sĩ rồi, chất lượng tốt nhất rồi để cho các bác cùng hát. Còn nếu khi mà các bác tắt cái nút tích xanh đi thì nó sẽ trở về cái YouTube thông thường, thì các bác có thể là tra những cái video hài hoặc là những cái phim bộ, phim truyện đều có hết các bác nhé. Và bất kể là một video của nước nào thì nó cũng đều có thôi, và các bác có thể thay đổi ngôn ngữ bàn phím
ở cái chỗ nút bàn phím ở đây, cái hình bàn phím này này, các bác có thể thay đổi ngôn ngữ bàn phím sang tiếng Trung, sang tiếng Nhật để các bác có thể là xem những cái video của Trung, của Nhật, của Hàn, và gần như là thứ tiếng gì nó cũng có hết các bác nhé. Đây là cái màn hình phụ. Cái màn hình này sẽ chia ra hai phần này, một bên là màn hình hiển thị phụ, một bên là màn chọn bài. Và cái bên hiển thị phụ này, ở dưới cái màn hiển thị phụ nó sẽ có thanh công cụ để chúng ta tua bài nick, bài hát lại, tăng giảm âm lượng, tách lời ca sĩ. Và khi mà chúng ta nhấn vào cái màn hình phụ thì nó sẽ tràn đầy màn hình, và chúng ta nhấn phát nữa thì nó sẽ quay trở lại cái màn hình chọn bài. Các bác nếu mà các bác chọn nhiều bài hát, các bác mà chọn nhiều bài hát ấy, thì nó sẽ hiển thị lên ở cái chỗ bảng chờ ở đây. Bác có thể là tua bài nick bài. Các bác có thể đẩy những cái bài ở dưới cùng lên trên cùng. Các bác có thể xóa những bài đã chọn đi nếu mà các bác không thích hát nữa. Đấy, và cái đầu này thì nó bên em sẽ có thể là hỗ trợ cài demo, cài dòng chữ chạy quảng cáo thương hiệu cho các bác nhé. Nếu mà anh em đi làm sự kiện, làm phòng hát thì cái đấy nó rất là quan trọng. Đây thì bên em sẽ hỗ trợ làm miễn phí. Tiếp theo là ở phần SoundCloud này các bác này, đó là cái phần nghe nhạc. Ở đây có rất là nhiều thể loại nhạc, có nhá, nhạc DJ, nhạc remix, nhạc non-stop, rồi nhạc Vina House, nhạc Việt Mix, rồi nhạc rất rất là nhiều các thể loại nhạc các bạn nhé. Đó, gần như bài gì cũng có, cứ nghệ sĩ nào mà đăng bài hát mới lên thì bên trên cái ứng dụng SoundCloud này nó sẽ tự động nó cập nhật về và nó sẽ hiển thị lên để cho các bác lựa chọn. Và khi mà chúng ta vào cái phần cài đặt của ứng dụng các bạn nhé, cài đặt của ứng dụng, cái này là cài đặt của ứng dụng SmartCar này, thì các bác có thể là cập nhật cái ứng dụng SmartCar này thường xuyên. Khi mà nhà sản xuất bên hãng nó cứ ra cái phần mềm mới là các bác có thể tự động các bác cập nhật về ở cái phần ghi nó cập nhật ứng dụng ở đây. Khi mà có phiên bản mới thì các bác chỉ cần nhấn về nó sẽ tự động cài đặt và cập nhật. Ở đây thì em đã cài đặt lên phiên bản mới nhất là 3.26 rồi. Đấy, và ở đây các bác có thể là cài những cái một số cái tính năng nâng cao như là chất lượng hình ảnh, chất lượng YouTube, rồi các bác có thể là cài đặt lời chào, chấm điểm, phát ngẫu nhiên. Đấy, và ở ngoài cái hệ thống chính của nó các bác nhé, khi mà chúng ta ra ngoài hệ thống chính hình con robot Android này, thì nếu mà các bác vào phần cài đặt thì nó sẽ có cài đặt giống như ở trên điện thoại của các bác, cài đặt về hiển thị, cài đặt âm thanh, rồi cài đặt về ngôn ngữ của máy. Nhưng mà cái phần này thì các bác hạn chế sử dụng các bác nhé, hạn chế vào, bởi vì nếu mà các bác không biết nhiều, các bác khách đã về tò mò nghịch rồi nhấn vào cái khôi phục cài đặt gốc thì nó sẽ mất hết dữ liệu và lại phải cài lại từ đầu, thì nó khá là mất thời gian. Mặc dù thao tác cũng nhanh thôi nhưng mà nó cũng vẫn tốn thời gian của các bác. Nếu mà các bác muốn kết nối wifi thì các bác vào cái phần cài đặt, nó sẽ hiển thị ngay wifi ngay trên cùng các bác nhé. Các bác chỉ việc vào nhấn vào wifi và các bác kết nối thôi. Rất là tiện ích và rất là đơn giản. Anh em đi làm sự kiện thì rất thích sử dụng cái đầu này, bởi vì cái tốc độ kết nối mạng wifi hay là mạng không dây hay là mạng trực tiếp, mạng dây, mạng LAN này thì nó đều nhanh. Và cái đường hình ảnh nó xuất lên TV là đường hình ảnh full 1080 rất là sắc nét. Để mà biết thêm thông tin chi tiết về cái dòng đầu SmartCar này thì các bác hãy liên hệ bên em qua số điện thoại là 0988 646 683. Bên em là bên lương âm thanh các bác nhé. Bên em cung cấp rất là nhiều các sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho các bác đam mê âm thanh, thích hát karaoke, anh em đi làm sự kiện chuyên nghiệp, anh em làm phòng hát, hoặc là chúng ta sử dụng gia đình, thì bên em đều có những cái sản phẩm để mà phục vụ phù hợp cho nhu cầu, cho cái ngành nghề của các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ. Em xin dừng cái clip này ở đây.